Hello xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha thì hôm nay em tiếp tục quay mãi vàng, vàng vườn của tuyền cho anh chị em mình giao lưu ha anh em thì hôm nay quay cho anh chị em mình gồm có là ba loại hàng chơi tết ha trong đó có một lô dạ hưu đức hàng cũ đẹp để về cho anh em mình đầu tư trồng cho hàng năm sau năm tới ha thì em sẽ quay thọ hương trước cho anh chị em mình luôn ở đây còn một luống hai luống ba luống cúc thọ hương hàng lớn hàng chơi tết ha đặc biệt cái hàng này nè em thấy rất là nhiều anh em mình mua về trồng đặc biệt là những anh em nào trên đồng ha là người ta mua về như cái cây này ta mua về ta không chơi tết nhưng mà ta đặt xuống đất ta làm môn làm bồn ta trồng luôn nuôi cái cốt nó lớn lên nữa lực đẹp cực kỳ luôn em sau này cốt lớn xong ta cắt đôn lại ha thì thấy bữa đó em đi thấy anh em ta trồng về rất là nhiều thì anh em mình có muốn phát triển thì em mình cứ trồng thôi ít nhiều gì cũng được nói chung mà trồng chơi nhưng mà vẫn chơi tết được nha ha ở đây nhà vườn người ta có tính như vậy cho anh em giá một cây á thì giờ là nếu đáng lẽ đi một cặp 600 ngàn bao phí ship thường thường là sẽ là một cây 300 ngàn không bao phí ship phải không anh em có mua một cây thì về anh em thanh toán nó ra tới bảy tám chục ngàn tiền ship luôn nên ở đây nhà vườn ta cộng thêm năm chục ngàn tại vì đây nhà vườn ta hợp đồng bên vận chuyển là cái đơn hàng của người ta gửi nó sẽ nhẹ tiền cước hơn bên gửi hồi nào cũng phải rẻ hơn bên anh em mình hồi nhận hàng hết á ở đây thì nhà vườn người ta sẽ bán là một cặp 600 trăm ngàn là sẽ bao phí ship còn một cây lẻ là ba trăm gửi ngàn bao phí ship nha thường thường sẽ là một cây ba trăm ngàn một cây gửi hàng không bao ship Hai cây thì mình sẽ được bao ship, hai cây là 600.000đ, một cây là 300 là phải không? Một không được bao ship. Nhưng mà cái cây lớn cao như vậy anh em mình nhận ra là 780.000đ tiền ship Đến đây người ta cộng thêm 50 000 mỗi đơn là 350.000đ một cây. Là nhà vườn người ta sẽ bao ship cho anh em mình luôn, anh em mình nó sẽ tiện hơn ha. À, một cây 350 000 bao ship, một cặp 600 000 bao ship. Nếu mà mua một cây thì nó sẽ tiện hơn còn một cây lẻ thì nó sẽ là 350.000đ ha. Rồi cộng thêm cái lô bên đó hồi có một cái lô thủ đức giá là 1 Tầm 90 ngàn một cây à, một cả hai cây gửi hàng ba cây thì mình sẽ được bao ship nếu mà anh em mình gộp có mua gộp với hữu đức bên kia đó anh em mình lấy hai cái thủ đức bên kia và một cây bên đây là đủ ba cây thì nhà vườn người ta cũng sẽ bao ship cho anh em mình luôn và người ta tính cái hàng thọ hương này cho anh em mình giá là 300 trăm ngàn luôn à, tại vì người ta sẽ gộp đơn chung với hai cây thủ đức bên kia người ta sẽ bao ship cho anh em mình luôn à, để cho anh em mình tiện hơn tí nữa rẻ hơn tí À, thì ở đây nói chung là nhà vườn bán cái giá tại vườn thì nói chung là nó rất là rẻ luôn anh em à, nhưng mà đặc biệt khi mà gửi hàng đi nó sẽ cộng thêm cái tiền thùng ngót nè cái thùng bắt buộc cái cây này giờ đóng thùng một cây một cây vô thì thùng hết sáu bảy chục ngàn rồi cộng thêm tiền ship năm chục ngàn nữa là cái cây của mình nó đội lên cả trăm ngàn một cây à, thì hầu như là vườn nào cũng vậy nhà vườn nào cũng vậy chứ không bắt buộc phải riêng một nhà vườn hai nhà vườn nhà à, nên cái đó nó cũng khá là điều với nhau rồi ở đây chiều cao nè 20 40 60, 80 Em báo cho anh em mình tung bình chiều cao tung bình từ 80 cho đến 1 mét luôn Ở đây là họ, họ hương ha người ta ghép người ta dựng về dựng đọt xong người ta cắm thêm một cái cây để chịu cái đường thân lớn Để sau này mình tòng làm cây tàn thông họ hương cũng được luôn ha, Người ta tận dụng lấy cái cốt hết mức cái cốt luôn để về cho anh em mình tòng cái cây tàn thông cao lớn mét rưỡi cũng được Sau này mình cứ dựng đọt lên hoài lên và cái này anh em mình mua về cứ chơi tết thoải mái đi để nguyên cây như vậy anh em mình có cắt ghép ra thấy rất là ok nha tại vì cây này một cây nó già và cây nó rất là sung cây nên về khi mà mình cắt lấy bo mình ghép cũng ổn là một phần không cắt bo thì cứ để vậy lễ nguyên lãi lá chơi tết ha xong qua tết cắt đôn đam ra tồng nụ ở đây cực kỳ đạt luôn thọ hương mà nụ nè anh em ha. nụ cực kỳ đạt cái lô này tại vì được cái là nó già ha nó già cây này đem coi cây này cũng khoảng hai năm ngoài ba năm tuổi gần ba năm cốt tại thọ hương cái phần cốt của mình ít lâu mập lắm nhưng mà ở đây cái cốt phần cốt rất là mập ha và hàng ghép gốc nhớt hầu như là cây nào cũng quấn rễ cũ hết cũ ở đây em báo cho anh em mình trung bình gấp gửi ngón chân cái cho đến gấp đôi ngón chân cái ha chột ghép thì liền 100 phần trăm chột ghép trung bình từ ngón tay tỏ bằng ngón tay tỏ của mình ở đây nụ rất là đẹp nha cây cao từ 80 cho đến 1 mét lận nha anh em cây này cũng khá là to nha đây anh em coi nè giá ba trăm rưỡi ngàn một cây không ba cây ba trăm rưỡi bao phí ship hai cây sáu trăm ngàn bao phí ship hầu như là cây nào cũng đều như nhau ha, chiều cao từ tám mươi cho đến một mét lần nha anh em họ hương ha rồi cái lô thứ hai cho anh em mình đi em quay cái lô thủ đức nhỏ gần đây em quay luôn cho anh em mình ha hàng thủ đức nhỏ như vậy giá là chín chục ngàn một cây rất là rẻ cho anh em mình về trồng ha, tại vì cuối năm thì hầu như là nhà vườn nào người ta cũng sẽ bớt giá xuống để cho chạy hàng để người ta bán đang chuẩn bị hàng cho năm sau ha, thì hầu như là vườn nào bán thì em thấy cái giá nó cũng ổn định À, năm nay nó không có sốt như năm rồi đâu. Ở đây hầu như là cây nào cũng có quấn ghế củ to như thế này để về cho anh em mình trồng ra đất. À, cái này là về anh em mình 90 ngàn mua về chơi Tết vẫn được. Có 90 ngàn thôi mình chơi Tết vẫn được nha. À, vẫn có nụ cho anh em mình chơi Tết. Nhưng mà khuyến khích anh em mua về trồng số lượng nhiều được thì mình mua trồng ngon hơn. À, tại vì cái củ này ở đây quấn nè, gấp gửi cho đến gấp đôi ngón chân cái hết rồi nè. À, cái củ phần củ gấp gửi đến gấp đôi ngón chân cái. Cây nằm chậu c 6 chột và liền. 90 đến 80 đến 90 phần trăm cái chột trung bình của bằng ngón tay tỏa à, chiều cao 20 40 60 em báo cho anh em mình trung bình từ 50 cho đến 60 cm không có cây nào dưới 50 cm hết ha à, hai à, cây gửi hàng 5 cây bao ship nha à, 90 95 450 được bao ship luôn 5 cây như vậy về làm 5 cái bồn rộng À, nói chung là cái này nó cũng không có đáng bao nhiêu tiền để anh em mình đắn đo suy nghĩ không phải là mấy chục triệu mấy trăm triệu em à, nó chỉ có mấy trăm ngàn thôi một mình trồng chơi giải trí mình vui ha có bông tết chơi luôn ha mình chăm sóc nó thoải mái người mình nữa nói chung là cái những cái hàng ít tiền vậy nói chung là giờ nó anh em mình nghĩ đi có mấy trăm ngàn thì mình mua thùng bia hoặc là ăn cái lẩu hoặc là nhậu nhẹt đi đám những cái hết rồi để đâu đi đám xong là đâu còn phải không thì mình gán mình mua về mình trồng đó một là vừa chăm sóc vừa thoải mái nè rồi mình nó thoải mái con người mình rồi à sao có hoa chơi tết rồi sau này cái cây nếu mà mình chăm sóc ngon lạnh cây mình bự mình bán có lãi nữa ha nói chung là cái những cái hàng vài trăm ngàn mà khỏi nói có mấy trăm ngàn đi nói đầu tư trồng là được ha còn cái kia chơi là hết mà sợ gì ha giống như anh em ai cũng vậy thôi em cũng vậy vậy em cứ mua vô em trồng ba kiến xanh em <laughs> mình cứ đầu tư đầu tư cho dù thua lỗ cũng được mà có đầu tư là được ha, ha? chứ nhiều khi giờ lỡ người ta cũng nói thằng đó nó tổng nó làm dữ lắm mà là số nó không giàu thì cũng nghe còn được còn đó đi đi chơi không nó hư phải rồi thì thua này ha tất cả các cây hầu như quấn rễ đều đẹp nha anh em ha. cây đều có quấn rễ không quá xuất sắc không phải là bệ bỉ nhưng mà ở đây người ta quấn rễ cũ nè trung bình hai vòng, một vòng, hai vòng, ba dòng tùy theo cây nhưng mà cái cũ này với cái giá mà 90 000 ngàn cây nè những cái vấn đề ngon đó em phân tích cho anh em mình coi người kia vẫn bán 90 000 ngàn nhưng mà cái cây chắc cây nó không được đâu ha. anh em mình coi nè cây sung mạnh khỏe cốt lực xanh mướt ngon lành cái cốt này rất là tươi rất là khỏe mạnh luôn ai mà vô đám mai này nói yếu em trả tiền cho ha rất là sung đây ghép liền cốt 80 đến 100 phần trăm cây nằm chậu C6 phân còn cứng nè à. nó thấy chưa cái cây... anh em không phải là bên đây người ta bán 90 bên kia bán 70 mà cây bên kia nó cho không lấy anh em cứ nói bên kia nó rẻ đâu mình phải đã mình quyết định mình mua về mình trồng là cái coi cái chất cây nó như thế nào nó tốt nó sung nó mướt hay không nha chứ không phải là cứ mua mà cứ đội rẻ là nó ngon đâu ha à, ở đây đánh giá cao cái lô mai này thứ nhất là anh em mình chơi không được cái bầu phân phân rất là chắc cứng đầy chậu nguyên rễ gốc ngon để em rút cho anh em mình coi luôn ừ. tại vì thấy cái lô mai này nè rễ đang ra tới đích luôn anh thấy không à, tại thấy cái lô mai là rất là tòng rất là ok ừ. ngon lạnh ha à, 50 đến 60 cm quấn rễ cũ trung bình gấp rưỡi cho đến gấp đôi ngón chân cái cây xanh khỏe mạnh chuột già nụ có cho anh em mình chơi tết luôn 90 ngàn lô này thì mua về trồng thì ngon rồi rồi kế tiếp cái lô cuối cùng cho anh chị em mình là một cái lô giả hữu đức hàng thành phẩm chơi tết ha quấn ghế cũ đẹp luôn giá con trăm 190 ngàn thôi hai cây gửi hàng ba cây mình được bao ship nha 190 hai cây thì chỉ gửi hàng thôi nha không bao ship anh em cố em tính cho anh em nè à hai cây anh em mình không được bao ship phải không anh em nhận cây thanh toán tầm khoảng 80 000 tiền ship nữa à, còn anh em mình mua ba cây nhà vườn giống như cái cây thứ ba anh em mình mua có tầm 000 ngàn nên nó sẽ lợi hơn và nhà anh em cũng được lợi mà nhà vườn cũng không phải là không được lợi đâu nhà vườn thứ nhất hai cây vẫn đóng vô một cái thùng xốp sáu bảy chục ngàn mà ba cây thì vẫn đóng vô cái thùng xốp ba sáu bảy chục ngàn nên người ta lời được cái tiền thùng xốp nên người ta mới bớt cái giá bao ship cho anh em Ha, nên người nào cũng được tiện hết nha anh em à, ở đây thì vô dây chỉnh sửa tàn toàn cho anh chị em mình để về mình chơi tết ha tổng cũng được thôi đây hàng ghép gốc nhất quấn ghế vẫn là liền cốt từ 80 cho đến 100 trăm gốc nhất có quấn ghế cũ cũ trung bình gấp rưỡi đến gấp đôi ngón chân cái luôn ha. vô dây chỉnh sửa tàn toàn nhiều nhánh hơn đây 20 40 tầm khoảng 45 đến 55 cm về cái phần chiều cao đường kính tàn tầm khoảng 40 đến 45 cm ha số lượng ở đây thì nó còn khoảng hai trăm mấy 200 cây ha cái lô này chơi tết cũng rất là ok đây nụ rất là đạt ha. Đây, tưới đây nụ ha nụ giả hú rất là đạt luôn cái lô này nói chung là chơi tết tại vì quay cái hàng tết mà quay báo cho anh em mình hàng chơi tết thì bắt buộc đủ phải ngon ha thì ở đây cái số lượng bên đây thì nó còn ít con tầm chín ha Tàn tròn đẹp cho nên em mình chơi tết nha nụ chất lượng nụ rất là ok nha chứ không phải nụ tào lao đâu đây vẫn là một cái đám mai nó có màu vàng mở gà anh em nhìn thấy rõ ràng ha lúc gà là quay bắt buộc phải lá phải vàng mở gà hết nha anh em chứ anh em đừng có đồi xanh xanh nó về nở bông gió hết á nó phải hơi vàng mở gà ngà ngà vàng ha ở đây là một lô 190 trăm chín hai gửi hàng ba bao ship hồi nãy em có nhắc cái vụ mà mua hai cây này là hai cây đây ở bên đây chưa được bao ship phải không cộng thêm một cái cây thọ hương giá là 300 ngàn nữa một cây nếu mà gộp đơn nó mấy 300 ngàn cây thọ bự nha anh em còn nếu mà mua một cây thọ hương không thì giá sẽ là 300 gửi bao ship còn mà mình lấy hai cây thủ đức bên đây với một cây thọ hương bên kia thì ba cây sẽ được bao ship và cây thọ hương bên kia người ta sẽ tính cho anh em mình là giá có 300 ngàn thôi nên anh em mình sẽ được lợi hơn À, chỉ có ba lô trong clip ngày hôm nay thôi nha một là thọ hương ba trăm rưỡi một cây một cây gửi hàng bao ship hai cây 600 trăm ngàn bao ship một lô thủ đức chín chục ngàn một cây hai gửi hàng năm bao ship và một cái lô thủ đức hàng chơi tết đại giá là một trăm hai gửi hàng ba bao ship ha thông tin chi tiết thì anh em mình đã nắm rõ anh em mình thấy ưng ý thì anh em mình cứ liên hệ trực tiếp, tiếp bên nhà vườn số điện thoại của tiền em sẽ để ở trên cái tiêu đề khi nào mà còn hàng thì sẽ còn số điện thoại và khi nào hết hàng thì em sẽ xóa số điện thoại đi giảm thay vô đó là cái chữ hết hàng thì anh em mình có thể tìm đến cái clip mới nhất trong kênh để anh em mình xem. Coi cái cây nào ưng ý thì anh em mình sẽ liên hệ bên nhà vườn đó. Mỗi clip là mỗi chủ vườn khác nhau nên khi mà mình coi clip nào mình điện ngay clip đó nha. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị em mình thêm một lần nữa luôn.